Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, ở miền Tây, các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, thời gian gần đây có những cụ ông, cụ bà trở nên nổi tiếng với mái tóc dài kỷ lục. Thậm chí có những người có mái tóc dài đến 5-6 mét như tóc rồng, tóc rắn. Tất cả những cụ ông cao tuổi có tóc dài đều trường thọ. Đằng sau những mái tóc kỳ lạ này là những câu chuyện thú vị, mang lại những giá trị bổ ích về lối sống trong cuộc sống thường ngày. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thời gian gần đây, người dân miền Tây không ngừng bàn tán xôn xao về một gia đình có gen tóc rồng hàng chục năm không cắt gội với hình dáng kỳ dị trông như đuôi rồng ở tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre. Điều kỳ lạ, những mái tóc này xoắn vào nhau một cách tự nhiên. Không may để tóc chạm nước, chủ nhân sẽ bị ốm liệt giường. Còn dùng kéo cắt bỏ một lọn tóc, lập tức họ sẽ bị ngất xỉu. Những người đang sở hữu bộ tóc rồng này quả thực có nhiều điều bí ẩn. Suốt 64 năm không gội đầu, cắt tóc, cụ Nguyễn Thị Định, 83 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hiện đang sở hữu mái tóc dài 6,1 mét, bện chặt vào nhau như một con rắn. Để tiện việc ngồi niệm Phật hàng ngày, cụ Định đã thiết kế một chiếc túi vải dài 6 mét để đựng tóc. Để cuốn tóc, cụ phải nhờ người khác cho tóc từ từ vào túi vải và cuộn tròn thành mấy vòng liền cuốn trên đầu. Được biết, mái tóc đặc biệt của cụ Định mỗi năm sẽ dài thêm 10 cm. Theo quan sát, đuôi tóc và bím tóc có hình thù kỳ lạ. Đặc biệt, dù cao tuổi nhưng chỉ có phần tóc ở đỉnh đầu bạc nhẹ, riêng phần thân và đuôi tóc vẫn giữ một màu đen. Hiện do phần chân bị bệnh tật một bên, khi di chuyển cụ Định phải cuốn quanh thân người, toàn thân cúi gập xuống, dùng cả hai tay và chân tiếp đất rất nặng nề. Cụ bà vẫn xem phần tóc này như là máu thịt của riêng mình. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, cụ Định cho biết, năm 19 tuổi, trong một lần cắt tóc, cụ trở bệnh, đầu đau nhức như búa bổ, cơ thể ốm triền miên. Lúc đó, bà được gia đình đưa đi chạy chữa, bốc thuốc nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cụ Định nói về lý do có mái tóc dài gần 4 lần cơ thể mình. Từ đó tôi cũng ngưng luôn việc cắt tóc. Đến khi tóc mọc dài trở lại, dần dần bệnh tình thuyên giảm. Lạ thay, khi tôi đi gội đầu, lại đau nhức trở lại. Vì thế, ngưng việc đụng phần tóc xuống nước. Cứ thế tóc cụ ngày một dài, dù mấy chục năm không sử dụng nước nào để gội, nhưng phần đuôi tóc vẫn rất sạch sẽ. Kỳ lạ, phần tóc mọc dài là sẽ kết vào, không cách gì chải bình thường được. Dù tuổi đã cao nhưng cụ Định vẫn rất minh mẫn. Nhiều người cho rằng việc tóc cụ càng dài nên sẽ sống càng thọ. Người có mái tóc kỳ lạ đó là cụ ông Nguyễn Văn Chiến, hay còn gọi là Tám Nhơn, 94 tuổi, trú ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Khi được mục sở thị bộ tóc của cụ, ai cũng phải ngạc nhiên vì diện mạo của cụ rất khác người, với mái tóc tựa như thân rồng cuốn trên đầu. Điều đặc biệt, dù đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng trông cụ Chiến còn khá rắn giỏi. Cụ dẫn chúng tôi đến một cái am nhỏ rộng chừng 15 m², rồi cười hiền bảo: "Tôi sống một mình ở đây đã mấy chục năm nay, nơi này yên tĩnh, rất phù hợp để ăn chay niệm Phật và an dưỡng tuổi già." Được biết, cụ Chiến còn có hai người em trai là cụ Nguyễn Văn Dày đã qua đời và Nguyễn Văn Tiên. Cả hai người này cũng đều có tóc rồng. Tuy nhiên trong ba anh em thì tóc cụ Tám Nhơn dài và ấn tượng nhất. Với bộ dạng khác người này, cụ Tám Nhơn luôn gây sự tò mò cho những người đối diện. Mỗi lần có khách đến nhà muốn xem tóc, cụ Tám chẳng ngần ngại tháo chiếc khăn vải chùm trên đầu mình. Theo quan sát của chúng tôi, mái tóc cụ quả thật rất khác lạ. Đó là vô số những sợi tóc vàng óng ánh, xen lẫn các sợi bạc bện chặt như dây thừng, kết dính lại với nhau như đổ keo, chẳng khác nào những vảy rồng nhỏ dần về phía đuôi tóc. Qua hơn 80 năm không cắt không gội, mái tóc này hiện đã dài 5 mét, nặng ngót nghét 5 kg. Cụ ông hài hước cho biết, sở thích từ nhỏ của mình là để tóc dài. Năm 17 tuổi, tóc của cụ đã có thể tết được thành búi. Cụ nói, quan niệm của gia đình tôi là da thịt, râu tóc, cha mẹ sinh sao thì sẽ để vậy, nên tóc để dài chứ không được cắt, theo đạo tứ ân hiếu nghĩa. Mãi đến khi đi học, nghe thầy cô khuyên, tôi về nhà xin phép cha mẹ mới đi cắt tóc. Tuy nhiên lúc này, sự lạ đã xảy ra.
Sau khi cắt tóc, tôi thường xuyên bị đau đầu như búa bổ, cơ thể ốm yếu triền miên. Dù được gia đình chạy chữa thuốc thang, nhưng bệnh tình không chút thuyên chuyển. Sức khỏe không đảm bảo, nên chuyện học hành của tôi cũng đành dang dở. Ông Lê Văn Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hòa cho biết, gia đình cụ Tám Nhơn thời xưa rất nghèo, cha mẹ phải đi làm tá điền cho nhà địa chủ trong ấp. Bản thân ba anh em cụ từ nhỏ đã phải cạo đầu ba giá để phụ giúp cha mẹ. Năm lên 10 tuổi, cả ba đều kế tục truyền thống gia đình là để tóc dài thờ cha mẹ theo đạo tứ ân hiếu nghĩa. Không những thế, dù tuổi đã cao nhưng cụ Tám Nhơn vẫn sống hết mình vì đạo. Cụ chỉ làm điều thiện, thường ra đường giao thông nông thôn, gom rác, thu vén các chướng ngại vật nằm trên đường để tránh tai nạn. Kể từ lúc tạm ngưng việc học, cụ Tám Nhơn để tóc mọc dài như trước. Và khi mái tóc dài ra, căn bệnh đau đầu, cảm cúm triền miên của cụ cũng tự dưng khỏi hẳn. Từ đó đến nay, cụ không bao giờ dám đụng dao kéo đến mái tóc của mình nữa vì lo sợ sẽ lại ốm. Mái tóc ngày càng dài ra được cụ bới cẩn thận trong cái chụp đầu bằng vải, vừa để bảo vệ tóc, vừa không cho người khác nhìn thấy mái tóc khác thường. Dù phải đội trên đầu 5kg tóc suốt mấy chục năm trời, nhưng những lúc đi làm ngoài ruộng vườn, cụ đều cảm thấy bình thường, bởi tóc đuôi rồng đã thành một phần máu thịt trên cơ thể cụ. Góp thêm vào câu chuyện của cha, chị Nguyễn Thị Bích Thủy, 58 tuổi, con gái cụ, cho hay, trước đây vì muốn gội đầu được dễ dàng, ba tôi thường tháo gỡ các sợi tóc rời ra. Nhưng mỗi lần như thế, ông cụ lại bị nhức đầu, chóng mặt. Từ đó, ba không dám tháo gỡ tóc ra mà cứ để nguyên như vậy. Đặc biệt khi tắm gội làm ướt toàn bộ phần đầu và đuôi tóc, cụ Tám Nhơn lập tức bị cảm lạnh và mái tóc thì phải mất cả ngày hong sấy mới khô. Hơn 30 năm qua, mỗi khi tắm, cụ chỉ cho ướt phần da đầu bên dưới. Còn cái đuôi rồng, cụ cẩn thận giữ chặt, giơ cao lên trên không cho nhúng nước. Mặc dù vậy, phần đuôi tóc của cụ ông này vẫn không có mùi hôi hay côn trùng đeo bám mà hoàn toàn sạch sẽ. Chị Thủy kể lại, mỗi tuần một lần tôi lại qua am giúp cha tắm giặt. Ngày mẹ còn sống thì có bà giúp đỡ, nhưng từ khi cụ bà mất đi, tôi phải làm việc đó. Bởi nếu một mình cha thì không thể nào vừa giữ tóc vừa tắm được vì mái tóc quá dài và nặng. Tuy nhiên, mái tóc đuôi rồng này cũng từng đem đến cho cụ không ít phiền hà, cụ Tám Nhơn chia sẻ. Thời gian đầu, khi mái tóc bị bết lại, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, vướng víu trên đầu. Cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, trên đầu như thể đội đá. Hàng xóm xung quanh dị nghị, chúng tôi không phải là người bình thường, nhưng tất cả dần già rồi cũng quen. Nét mặt hồng hào khỏe mạnh, cụ Tám giải thích. Theo quan niệm của những người có niềm tin đạo tứ ân hiếu nghĩa chúng tôi, việc nuôi tóc là cách để giữ lễ nghĩa, hiếu với cha mẹ. Nếu cắt tóc đi coi như là bất hiếu và không thể tránh khỏi bị đấng bề trên trách phạt. Có lẽ vì thế, mỗi lần cắt bỏ tóc, chúng tôi đều bị ốm yếu hoặc ngất xỉu. Hiện tại cụ Chiến có 7 người con. Trong số đó, ông Nguyễn Văn Lượm và bà Nguyễn Thị Bích Thủy đều có gen thừa hưởng từ cha, tóc dài hơn 1 mét. Cả hai đều tu tại gia, riêng bà Thủy đã 58 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Dù mấy chục năm không sử dụng nước để gội, nhưng hầu như tóc của những cụ ông cụ bà này đều vẫn rất sạch sẽ, thoảng mùi thơm nhẹ. Mỗi năm tóc của họ lại dài thêm khoảng 10cm. Đặc biệt, chỉ có phần tóc ở đỉnh đầu đã bạc, còn thân và đuôi tóc vẫn giữ nguyên màu đen hoặc nâu sẫm. Đặc biệt hơn nữa, những phần tóc của những cụ già này bện lại thành lọn lớn, hình thù rất lạ mắt như cụ định có mái tóc trông giống như hình một con rắn khổng lồ. Cụ năm em, tóc dài, bề ngang rất to và dày trông giống như hình con trăn. Cụ Nhơn có mái tóc dài giống như hình rồng uốn lượn. Những cụ ông, cụ bà có mái tóc dài kỷ lục đều rất minh mẫn và sống thọ. Nhiều người cho rằng việc tóc càng dài nên sẽ sống càng thọ hơn. Theo các cụ, sở dĩ có được sức khỏe, sự trẻ trung và trường thọ như vậy là do thường ngày những cụ ông, cụ bà này đều ăn chay cùng nhiều rau, quả, tu tập, không quan tâm nhiều đến vật chất, danh lợi, sống gần gũi với thiên nhiên, làm việc thiện nên tinh thần thoải mái. Lý giải về hiện tượng không cắt tóc vì sợ đổ bệnh của những cụ cao tuổi, bác sĩ Ngô Hữu Lộc, chuyên gia nghiên cứu các bệnh lạ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc cắt tóc xong thì bị bệnh là một hiện tượng lạ.
bởi vì bình thường cắt tóc không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Mặt khác, hiện tượng sợ cắt tóc chỉ mới có duy nhất trong truyền thuyết của Hy Lạp. Hiện tượng này chưa hề có ở ngoài đời thực. Tuy nhiên, người đàn ông hơn 70 năm sợ cắt tóc nói trên cũng có thể là do tâm lý nhiều hơn. Trong trường hợp này, người bệnh cần đi khám ở một bác sĩ nội tổng quát để biết rõ nguyên nhân và có cách chữa trị. Thưa quý vị, một số người cao tuổi có được mái tóc dài kỷ lục ở Tiền Giang, Bến Tre là từ nhỏ họ đã không cắt tóc trong hàng chục năm. Còn việc cắt tóc hay tắm gội sẽ bị ốm có thể là do tâm lý. Bình thường, việc cắt tóc hay cắt móng tay, móng chân không hề ảnh hưởng đến sức khỏe. Sở dĩ, người cao tuổi có mái tóc dài, có được sức khỏe, sự trẻ trung, trường thọ như vậy là do thường ngày, những cụ ông, cụ bà này đều ăn chay cùng nhiều rau quả, tu tập, không quan tâm nhiều đến vật chất, danh lợi, sống gần gũi với thiên nhiên, làm việc thiện nên tinh thần được thoải mái. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có thể thông tin đến quý vị những vụ việc mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.